anh Khương cái đi. Cái đó ví dụ không mẹ chứ không có thiệt đâu. Hỏi anh Khương đi. Hỏi thiệt. Kìa hỏi. Yeah. Hỏi hỏi đi. Anh, cái bài mà em về miệt thứ anh, cái câu mà mũi kêu mà như sáo thổi để lên tụi bánh canh anh là có đúng không anh? Là có ý nghĩa người ta mới viết vậy đúng không anh? Chứ ừ. Không ngờ. Đâu. Giống như là em nghĩ chính nó giống như là mà? Tác giả là sao? Là mấy đứa làm sao? Ý là cái trong cái lời cái bài hát bài em về miệt thứ á, có cái câu là mũi kêu mà như sáo thổi để lên tựa bánh canh. Em nói là anh giống theo như là em tác giả ví dụ thôi chứ đâu có thiệt là nhưng gì mà mũi có kêu. Cơ sở người ta mới là ví dụ nói quá lên thôi chứ làm gì có thiệt cái đó. Nói quá tại vì cái đó anh không biết tác giả. Không cái đó lúc anh không biết tác giả là họ có thấy không chứ anh là hồi nhỏ anh là ở Bến Tre. Là còn em tụi em biết Zack không? Zack là Zack với lại Zack Trịnh Trần. Zack nó cũng ở Bến Tre đó. À vâng. Thì hồi đó là anh đi học lớp anh nhớ là lớp anh lớp 8. Còn nó học lớp 2 hay gì đó. Là chung trường ấy. Không có chung trường, ý là hồi đó hai anh em là đi giống như đi đại hội chung vậy đó. Không, cũng diễn như không phải giống như đi lãnh thưởng gì đó chung giống như những sinh viên học sinh ưu tú á, những học sinh ưu tú đặng đi nhận học bổng ở tỉnh thì đó học giỏi lắm thì đó lúc đó là được về U Minh. Cái câu hát đó là nó ở dưới U Minh đó. U Minh là Kiên Giang rồi Cà Mau, U Minh Thượng, U Minh Hạ đó. Một bên là của Kiên Giang, một bên là của Cà Mau. Mà lúc đó là mình đi, là lúc đó anh với thằng Zack đi vô trong cái rừng á, rừng U Minh. Mà đó mình cắm trại trong đó, tụi em đi màu xanh, tụi em biết không? Tụi đi màu xanh không? À, mùa hè xanh gì không? Đó, thì lúc đó đi vô trong đó thì nó chia ra đội để cắm trại ở chung á. Anh với thằng Zack ở chung. Xong rồi cái... nói chung là mấy cũng nhiều người lắm, nhiều người ở Sài Gòn về tùm lum chân, mà lúc đó là anh với Zack là dạng như là con kiểu cũng nhà cũng nghèo nghèo á, mà thích cũng thích đi giống như là mấy đứa kia thì nó không dám đi, nó vô rừng nó không dám đi, còn anh với Zack là đi, mà đi trong đó là nó tụi em biết cái rừng, mà rừng nó lạ, nhiều cây lắm. Đúng rồi, rừng nó phải rừng, nhiều cây đúng nhiều rồi, thú, rừng rồi nhiều thì đó rừng thì đó để tụi em không tin. Rừng nó nhiều cây lắm. Mà lao sậy nữa. Cua đúng không? Mà anh nói câu đó kìa anh. Hả? Thì từ từ. Anh đang kể là có nhiều mũi. Thì tụi em ở dưới xứ U Minh ở dưới là tối người ta ăn cơm là người ta phải giăng mùng luôn á. Phải vô mùng ăn cơm mới ngồi ngoài ăn cơm không được. Mũi nó đu. Mũi nó chích. Có người anh nói thiệt sự ăn chén cơm xong rồi nó hút máu xong mất máu luôn xỉu luôn. Cơm ăn cơm không đủ máu luôn á. Hả? Không, lúc đó là anh Zack nó chưa có bộc lộ khả năng ca hát. Nó cũng dễ thương. Zack đang ăn mà sợ như chết ổng hay. Mà lúc đó nó cũng biết thổi sáo nữa, Zack nó cũng biết thổi sáo nữa. Thiệt. Nó nhỏ nó biết thổi sáo mà. Thổi xong đi vô. Ghê vậy. Hả? Nhỏ mà anh thổi sáo rồi. Không, nó nhỏ nó biết thổi sáo mà. Thổi sáo rồi mũi kêu rồi. Không chưa, đó thấy anh nó đi vô, anh nó đi vô trong cái chèo xuồng vô, mà anh cũng biết bơi xuồng, đi vô trong mấy cái lách đó, trong mấy lách mà anh biết, em biết cái rừng ở dưới cái mấy cái lách đó là có nước. Dưới lách đó, dưới cái giống như cái luồng gạch đó là có nước, còn hai bên bờ là lao sậy, trên là cây. Hai anh em đi sâu vô kiểu như mình ở cái chỗ tập trung đây nè, thì chỗ tập trung là cái chỗ người ta sinh sống quen rồi. Thì nó giống như không cây cỏ, không có rừng rậm, còn dưới nó có một cái ghe, cái xuồng nhỏ. Anh nó xuống dưới đó bơi đi, anh nó rủ anh đi. Rồi lúc đó chưa có điện thoại gì cho nó tính, nó cũng thích khám phá lắm. Bây giờ thì nhỏ chứ giờ anh giờ nó gặp nó không nhớ, tại nó nhỏ quá, không mới học lớp 2 à, nó không nhớ. Còn lúc đó anh học lớp mấy? Lúc đó anh học lớp 8, anh nhớ. Lớn thì 6 tuổi. Nhưng mà cấp 1 với cấp 2 mà sao? Sao cấp chạy chung? Thì không, tại nó giống như cấp 1, cấp 2, cấp 3 là chung hết. Giống như là những học sinh mà học giỏi á. Xong cái bơi đi vô trong đó thì nó đem cái sáo, nó thích cái cảnh giống như là cô Long Dương Quá vậy, kiểu cô cổ trang vô trong rừng rậm mà khám phá rồi luyện võ công các kiểu kiểu từ nhỏ mà nhỏ thì ai cho thích những cái điều. Xong cái đi vô đó, cái đi mà bơi vô anh nói bơi vô càng mình bơi càng xa,
ngộ vậy. Càng bơi càng xa. Thì đó, càng bơi càng xa hay. cái chỗ mình ở. Xong cái bơi vô đó thì nó kiếm cái góc, cái nó lấy cái sáo nó thổi. Mà nó thiệt sự là nó lúc nó thổi sáo là không có nghe tiếng sáo luôn. Lúc đó anh chê nó dở, hát chê nó thổi dở. Không, tại vì lúc đó là trong đó muỗi rất là nhiều luôn. Mà muỗi nó bay mà áp cái tiếng sáo của nó luôn. Tiếng sáo nó thổi không nghe luôn. Thì đó lúc đó người ta đồn nó là nghe nói nó ha thổi sáo hay lắm. Mà anh thì không tin, xong cái hai anh em bơi vô đó cái nó thổi. Mà thổi không nghe luôn. Nghe tiếng mũi. Nghe tiếng mũi không, tiếng mũi nó áp vô nghe không nghe tiếng sáo luôn. Mũi kêu như sáo. Ủa vậy mũi nhiều dữ lắm ha. Mũi kêu như sáo hả? Thổi đó. Mũi nhiều lắm luôn hả? Thì đó mũi nó nhiều lắm. Anh không biết hay không mà cái em quơ một nắm vậy nè. Em buông ra là nó khoảng 100 gram luôn á. Nó thiệt. Trời. Như múc gạo ông lu lên. Không đâu, em quơ mà nam ấm một cái em buông ra mà có con nó thiệt chứ, nó giống con gùi trâu luôn á. Trời ơi, con đó nó sợ. Trời có. Thiệt chứ, có con nó bự bi lớn vậy nè. Trời ơi, có con mà anh nói thiệt sự mà nó như là con đại bàng luôn. Mà không sự sự nó người ta nói không tin. Mũi anh nói ý là nó không tới mức đó nhưng mà nó cũng bự giống như thật sự nó có bự đại bàng thì nó có nghĩa là em con mụ con đại bàng nó bay trước con mũi nó bay theo sau là tưởng là đại bàng con luôn thiệt không thì không tụi em không tin thôi chứ chắc cái xứ đó nó vậy đó nó nhỏ đại bàng chứ không có mấy như con chim sẻ đâu ngay hả không nó bự lắm. Ồ. Anh nhớ nó bự lắm là nó thổi là lúc nó thổi không có nghe gì luôn. Còn anh nói ở dưới cái rạch đó mà cá sấu ha. Cá sấu mà anh nói thiệt sự tụi em là nó mà mình mà bơi xuồng mình bơi trúng cái lưng con cá sấu á nó đội lên luôn á. Nó đội cái xuồng mình lên luôn. Ừ nó đi nó. Thì đó, không phải nó cổng nó bò lên rừng nó đi luôn á, cái là cũng cổng cái xuồng em đi luôn á. Nhưng mà nó không ăn thịt anh hả? Mình ở trên xuồng mà. Mình ở trên xuồng là... nó cổng cái xuồng á mình đang đứng trên đầu nó đó mình đang đứng trên lưng trời thiệt mà như anh ghê lắm còn cái chân mà anh nói thiệt sự ha mà vô đó mà em mà khát nước á thường thường mình đi vô rừng nước ở trong rừng thì nó sạch sẽ chứ không phải giống dơ như ở nước ở đây không phải nước cống đâu mà anh nói ha muốn nước uống á tụi em phải dẹt á đĩa nó bu nó lên em biết bánh canh bột sắt không là nhiều ừ nó nhiều á bánh canh bột sắt á là nó nhiều ví dụ tô bánh canh mà nước ít mà bánh canh nhiều là tụi em phải dẹt ra để múc nước còn anh nói thiệt sự ha mà đĩa tụi em ấy tay tụi em dẹt ngang là tụi em múc nước ra để uống không được luôn á có khi nào uống ngoài đĩa không anh có khi em muốn vô đĩa luôn thiệt trời ơi mà đĩa ha đĩa lúc đĩa con đĩa mà nó nhỏ như cái kim vậy nè mà nó lúc nó hút máu em nó thành con đĩa trâu lán bằng con trâu rồi không nó đĩa nó kêu mà đĩa trâu là hút mà hút đầy máu là một con nó khoảng ít gì cũng 2 kg không nó hút quá nó hút nhiều con á là con đĩa 2 kg con đĩa nó 2 kg nó nặng 2 kg là bự lắm á bự thì đó bởi vì nhiều khi sự tích ở dưới nhiều cái đó người ta hồi đó người ta hay nói tụi em biết ở xứ đó không nói đúng sự thật rồi anh hả thì là chính ra là người ta nói đúng sự thật rồi chứ em thấy sự thật bây giờ anh nói còn hơn vậy nữa thiệt chứ hồi đó ở xứ dưới đó có bác Ba Phi mà thì vô bác Ba Phi người ta kể bác Ba Phi là ai em cũng nghe nhiều thì bác Ba Phi là cái người dân Nam Bộ ông ở miệt U Minh là ông sống ở rừng U Minh rồi đó ông kể là người ta nói là ông nói dốc nhưng thiệt sự đó là anh đi là anh biết anh biết bác đó luôn thì không có biết mình sao mình nghe kể là ổng cũng kể lại cái sự tích này đó xưa giờ nhưng mà ý anh lưu vô rừng anh mới biết được cái là mũi mà kêu như sáo thổi luôn thiệt nó kêu mà anh nói thiệt sự trực thăng rồi bay lên là không có nghe tiếng trực thăng luôn máy bay bay ngang không nghe tiếng máy bay luôn mà tụi em nghe cái miếng mũi mà tối nó bay ha mũi mà nó bay qua một cái đàn cái rừng tràm á là tràm nó rụng lá hết luôn á nó đông lắm cái độ mà thì, anh bữa đó anh đi anh có không có bị cắn hả thì đó mình cũng biết mình bảo hộ cắn gì đánh bảo hộ nhiều cứ như à lúc đó có mang theo theo cái gì súp heo á súp heo sức nó cũng sợ có đó có trời nó không tin ngân ơi gì á anh kẻ mũi mà cứ như kiểu mấy bộ phim mà đại dịch châu chấu kiểu mà trời ơi bữa nào bây giờ cũng còn luôn anh nói thiệt sự tôi bữa nào đi bữa bây giờ cũng còn luôn bây giờ cũng còn mua luôn thiệt trời ơi. Nhưng mà bây giờ người ta hay vô rừng đó hại muốn gầy là nên xuống đó bây giờ nó hút máu đâu nó hút mỡ đâu em chưa thấy em chỉ cần một đàn mũi bay qua cái là thôi không còn gì nữa em mi nhon liền luôn
Còn rắn anh nói tụi em á, rắn mà cái cây mà thấy không, con rắn mà nó bò lên cái cây á là nó không có bò lên cây được, tại vì cái cây không có đủ cái thân để nó bò, nó phải bò dưới đất không à. Cây mà khoảng chừng 40-50 mét là nó không bò lên được. Ủa đấy là chăn như anh là phải rắn. 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 Rắn chị không quay rắn khổng lồ à. Cây 40-50 mét ra. Mấy cái bộ phim đó là 40-50 mét nó bò lên không được, tại vì nó còn khúc đại bái nó bò ngang không à. Mà nó như con đê vậy á. Anh nói mà mùa nước mà nó tràn về á là con rắn mà nó dắt ngang là nước không vô được luôn. Đường Nguyễn Văn Lượng. Trời. Không giống. Vậy dưới đâu ai dám ở đâu anh? Thì dấu xuống đó đâu ai ở đâu trong rừng chỉ có hồi đó vậy có bắt ba phi. Vậy mà cái lúc cắm trại đó mà ai với lại không phải. Ý là mình cắm ở ngoài, mình cắm ngoài bìa vấn không? Đây nha. Cắm ngoài bìa. Rách vấn đề á, đúng đó. Xong rồi đi mà về sợ không chết mà giờ giờ chắc nó không nhớ giờ ngồi kể nó bị hút máu quá giờ nó mất trí nhớ. Những người đi với anh là tới giờ ai còn anh? Giờ có nhớ đâu có lớn rồi, tản lạc nghe. Không lúc đó giờ nhiều người cũng thành đạt lắm giờ nhiều có khi là chính vì cái chuyến đi đó bắt đầu nó hình thành không gì nhiều khi đó. Nhiều khi anh cũng nhiều khi hồi đó nhỏ mình cũng sợ một xíu mình cũng nhớ cũng mang máng nhưng mà thật sự nó vậy nó cũng khoảng 90 á hồi xưa mà còn anh nói mà chuột ở trong đó thì thôi chứ chuột nó dương gấu rồi nó đứng lên cái nó chuột nó dương gấu trời trời nó đứng bình lên nó vỗ bịch mình anh như con chuột hay con dượng thiệt con chuột mà ăn chuột thì nó dương gấu vậy đó gọi là gặm nhắm mà nó đứng lên một cái nó vỗ bịch chắc là nó ăn bắt đầu nó giờ lâu rồi không về đó con chuột mà như vậy chắc là nó ăn nhiều quá nó bị nghẹn nó bắt đầu nó không phải vỗ cho thức ăn nó xuống vậy chắc con chó nó như voi luôn á trong con chó đâu chuột gừng đâu có con chó gừng chó hỏi bậy mà con chó nó lại như con chuột thiệt không tại tụi em không đi tụi em chưa biết cái việc đó ấy kinh khủng nó còn ổ ong anh nói thiệt sự ổ ong bằng cái mái nhà luôn thiệt con ong nó bự đó mà mật nó hút ra là lấy khoảng mấy trăm lít mà con ong nó bự như gà mái trời hay quá tính ra anh nghe Khương kể cái muốn xuống đi khám phá dễ sợ thiệt cái mọi miệng đó nó có nhiều cái giai thoại hay lắm không bây giờ xuống mày xuống nhớ mình phải xuống để xuống là được mấy xuống là được mấy cái chục clip độc lạ luôn thấy chứ xong về rồi mày mất trí nhớ như dắt đi sao nhưng mà sao em không thấy lên báo nữa mà vậy người ta cũng phải lên cũng khó hồi đó là hồi kiểu chị. hồi đó chưa có máy ảnh đâu nhiều hồi đó không có máy ảnh giờ thì nó không còn nữa với lại giờ người ta bảo tồn nó không cho vô lại ngày xưa là truyền miệng truyền tai không à không với lại cũng phải người nào cũng gặp được nhiều khi nó cũng có duyên đi thiệt nhiều khi em đi khơi em không gặp rồi trong đó mà con rít mà anh nói như cái càng nó làm như cái xe cẩu vậy không cái càng kẹp nó làm như cái mấy cái xe cẩu luôn á cạp nãy là nghe cứ như là mình đang coi phim kinh công ở Việt Nam giống như là mình bị thu nhỏ lại còn con cá lìm kìm tụi em thấy con cá lìm kìm nó bự như con cá sấu vậy là nãy con cá sấu nó còn bự hơn cá sấu là nó bự ghê lắm cá sấu nó đội lên lưng là cá sấu cá sấu bảy cá sấu em vẫn nhớ câu chuyện đấy cái răng nó bay như cái bạn không mà đi lúc đó đi đấy vui thì chứ đi về thú vị ghê mà lúc đó thì từ thì bãi đó bãi vậy cái anh vô anh nói với lại mấy người là mọi người là anh với thằng dắt đi vô trong đó là đi vô trong đó là tả cho mọi người á là lúc đó nói với mọi người là vô đó là mũi kêu như sáo thổi đĩa lên tụi bánh canh xong có mấy nhạc sĩ họ sáng tác vậy đó lúc đó là câu nói đó là anh nói đó hả không thiệt lúc đó thiệt mà nhiều khi tụi em là anh tự nói với Zach xong cái người ta nghe người ta viết nhạc luôn thì anh với mình Zach đi xong rồi anh xong mọi người Zach lại về nói với mọi người về hỏi vô trọng có gì vui không tại nó thôi con ghê lắm vô đó là mũi kêu như sáo thổi đĩa lên tựa bánh canh một đĩa giờ ám ảnh luôn á sao anh không diễn tả gấu không? Diễn nữa mai mốt mình viết thêm. Ở xứ mình không có gấu, ở xứ mình không có gấu. Sao anh không nói cái câu mà chuột như gấu để ta viết bài luôn. Cái mũi xanh còn liền kiếm. Liền kiếm như cá sấu. Lúc đó không biết nhỏ nó không biết đâu mình thấy con tôi xuống hỏi. Miệng nói như vậy. Mà tiếng nó bay ra mà nghe nó thiệt cái âm thanh đó. Ghê nhỉ. Đúng rồi. Của anh Khương chứ làm gì ấy đúng mà chắc bây giờ ngày xưa ngày giờ làm gì còn cái chuyện này những cái chuyện thì lâu quá mình không trở lại nhưng mà anh nghĩ chắc cũng còn nó cũng phải giả ví dụ ngày xưa thì nó giống như là người nó hoang sơ á nó còn nhiều bây giờ ví dụ người ta hay vô thì quản lý này kia thì nó cũng bớt lại nhưng mà anh nghĩ nó cũng
mấy con cá sấu đó, nhất là mấy con cá sấu mà sống từ hồi đó mà nó bự mà tới giờ là nó còn dữ nữa. Thiệt. Hôm nào mà em thấy mấy cửa hàng mà làm da cá sấu này ngày càng phát triển, chắc con lấy da làm túi xách nhiều. Không, cái đó là bảo vệ, nó không cho đâu. Bảo tồn, bảo tồn ai cho em bà bác. Em tưởng hay là anh trả nhỉ? Chuyện da lùm kìm đó. Rồi ở trong mà da con da rừng á, con da rừng là con da rừng mà nó bự anh, con da một con da nó cỡ nửa ký, con da. Ve sầu anh. Con ve sầu trong đó đó. Trong rừng có ve sầu đó. Hay. Thiệt. Thì trong rừng có da sầu chứ sao, tiếng nó phải kêu vậy hơn con muỗi chứ đúng không. Còn cái nấm mối á, thì cái nấm mối thì nó bự như là cái cây dù của em luôn á, giống như cây dù luôn á, giống như cây dù cây dù bự luôn á, bán sầu riêng dù che được. Đúng rồi, cái nấm mối mà có bữa dù mình đi vô trời mưa là mình núp vô cái mấy nấm mối đó, mình núp giúp xong là nước nó không có ướt luôn. Kiến bự mà kiến nó bự, kiến chắc bự bằng chó luôn. Phải ăn chó. Kiến bự còn tùy con nữa, kiến vàng mà bởi vì mà trong có cây mấy cây mà nó chỉ còn cây bự không à, cây nhỏ là kiến nó bò qua là nó gãy cây hết. Nhưng mà hồi đó anh gặp mấy đó anh không sợ hả? Biết đâu mình nhỏ mình đi vô mình biết đâu. Nghe anh Khương mà không kể mình cứ tưởng nãy giờ là nghe chuyện. Với lại mình kiểu sao giống như là khi mà thú dữ mà em tấn công nó thì nó sẽ tấn công mình, còn ví dụ kiểu như mình nít á, giống như tụi em biết cậu bé rừng xanh được không, giống mình đi vô cái kiểu đó mình vô mình không biết cái nó không có làm gì mình đó, cái mình đi mình không biết, còn mình khi mình dù mình tấn công nó thì nó sẽ tấn công mình, còn ví dụ mình đi khơi vậy nó có như không để ý. Trong đó lúc là nói chung cái khu rừng đó mà giờ đi đâu nhớ lại được đâu, cái cây mà nói thiệt sự cái cây mà ôm khoảng không biết bao nhiêu người ôm cho hết luôn. Cây mà nó bự, cây không ôm được. Cây cổ thụ ấy. Cây cổ thụ. Còn mấy cái dây leo nữa. Thiệt. Con khỉ mà hồi đó con khỉ. Mà. Có. Giường nó có con khỉ chứ. Chắc em nói kể cả ngày không hết coi. Trời ơi, con khỉ mà nó leo lên cái đọt cây mà nó cao á là cái đuôi nó xuống tới đất luôn. Nó bự vậy đó. Cái đuôi nó chắc như con chăn vậy. Không, vậy là con chăn đang cắn cái đít con khỉ đó. Mày. Thôi bữa nào thì rảnh đi cho biết thiệt sự. Đó là con hát đó là cái câu đó là trong đó là lúc đó là thấy nó vậy đó. Sao tự nhiên có sáng tác bài hát luôn. Rồi nhạc sĩ có kiếm anh không? Ai biết, nhiều khi nó trùng hợp, nhiều khi nhạc sĩ cũng thấy. Hoặc là nhiều khi anh cũng thấy. Mình cũng không biết được. Mình cũng không biết được là nhiều khi nhạc sĩ nhiều khi họ thấy. Ờ nhiều khi họ vô họ cũng thấy, họ cũng nghĩ trời mũi kêu như sao thổi địa lệnh tụi bánh canh. Còn nhiều khi anh cũng thấy rồi ai biết đâu, chắc không phải là mình không có nói vậy được, đúng không? Nhiều khi cái bài hát mà sáng tác mà. Bài đó em về miệt thứ là ở dưới mé đó đó. Miệt với anh ghê lắm. Mà lúc đó là Bến Tre đi xuống dưới đó. Thôi vô làm việc đi. Mà anh kể chuyện này cho anh có kể cho ai nghe chưa? Trà sữa. Trời. Có kể ai đâu. Đang anh nua mà kể chứ. Đừng kể nha. Đang anh nua. Tại mấy đứa hỏi ai biết, tự nhiên hỏi rồi. Không, đúng... ở dưới còn nhiều chuyện hay lắm, đứa rảnh nhưng anh kể. Nhưng mà có đúng không anh? Cái chuyện đó này đó có thấy chưa? Này. Có rồi. Đừng có nói. Rảnh anh kể cho nghe, còn nhiều chuyện hay lắm. Cãi này cái gì? Có lửa mới có khói chứ. Cái gì mới có cái cơ sở. Thực ra lúc đầu nghe thì cứ nghĩ là không đúng, nhưng mà sao anh Khương giải thích thì cảm thấy là nó đúng. Nó có nhiều khi người ta dùng thơ ca cho nó đẹp đẽ vậy thôi chứ mà đẻ dưới nó mới anh biết nó lợn như cái gì đâu. Nó không có nó không bánh canh nó còn có nước nha, còn đẻ dưới là nó nhỏ mà em có chỗ là em bước từ xuồng em bước xuống đó là em đi được luôn. Là nó cứng đó, nó đặt cứng lại luôn á, đĩa mà nó đeo như, cứng như mấy cái lá sen thì em nghĩ đi được, đúng không? Thì em cứ nghĩ đi, con cá sấu này con gì nó cũng bự thì nó hút máu mấy con đó mà nó bự, mà cái con đĩa mà nó hút một cái là nó ghê lắm. Thôi vô làm việc đi. Đó bây giờ tôm đi tôm lại là có luôn. Không thiệt, tụi em về tụi em hỏi ba mẹ thử cái đó chắc ba mẹ biết, nhiều khi tụi mấy đứa em rồi không biết thiệt. Đôi sợ nha, chị quỷ mất chầu nước nha, đi rồi. Ok vô đi, khai sáng nhận thương khai sáng. Dạ rồi, cảm ơn quý khán giả nha, cái này tại mấy đứa nhỏ không biết, kể cho tụi nó nghe.
Dạ cảm ơn quý vị nhiều, chào tạm biệt.